Kính chào quý ông bà và toàn thể anh chị em đất thân mến trong Chu Kỳ Quý vị đang theo dõi kênh YouTube Lời Yêu Thương của Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ nhà Chúa miền Hải Ngoại. Hôm nay Chủ nhật thứ 32 mùa thường niên năm A. Bài tin mừng hôm nay được trích trong Matthew chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Nói về sự tỉnh thức và sẵn sàng để đón Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con biết lắng nghe, đón nhận, yêu mến và sống lời yêu thương của Chúa Giêsu hôm nay. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này nước trời giống như 10 chân nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khởi dài và năm cô khôn ngoan. Năm cô khởi dài mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to kia chàng rẻ đến, hãy ra đón người. Bây giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa sận đen của mình. Những cô khởi dạy nói với các cô khôn ngoan rằng, Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng, E không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến những trinh nữ đã sẵn sàng thì treo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói thưa ngài xin mở cửa cho chúng tôi nhưng người đáp lại ta bảo thật các ngươi ta không biết các ngươi vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào giờ nào kính chào quý ông bà và toàn thể anh chị em dụ ngôn 10 cô chân nữ chúng ta rất quen thuộc quen thuộc ở điểm là chúng ta thấy rõ có năm khôn ngoan và năm khởi dại thì trong cái dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta điều gì? Giờ đây chúng ta cùng bước vào trong cái bối cảnh à, tại sao Chúa Giêsu lại kể dụ ngôn này. Đó là bài tin mừng hôm nay sau một ngày giảng dạy trong đền thờ Jerusalem. Chúa Giêsu và các môn đệ tìm đến nơi vắng vẻ và cụ thể là đến sườn đồi của núi cây dầu để chia sẻ hoàn huyên tâm sự sau một ngày làm việc rao giảng tin mừng rồi chui xu hướng về đền thánh Jerusalem. Ngài nói về sự tàn phá của thằng này là để loan báo về ngày tận thế. và ngài cũng dùng các dụ ngôn khác nhau để nói về phán xét của Thiên Chúa. trong đó có bài dụ ngôn của ngày hôm nay nói về mười cô chiến nữ để dạy cho các môn đệ về cách phải tỉnh thức và phải sẵn sàng luôn. Nghĩa là phải luôn sẵn sàng trong đời sống tâm linh của mình. Thưa các bà và anh chị em, như vậy trong trụ ngôn hôm nay, 10 cô chuyên nữ ra đón chàng rẽ. À, trong đó có 5 khôn ngoan và 5 người khởi giải. Các cô khôn ngoan thì mang thêm dầu, đèn đã đầy nhưng mà còn mang thêm dầu. Trong khi các cô khởi giải thì lại chẳng chuẩn bị như vậy khi màn đêm buông xuống, chẳng rẻ đến muộn, tất cả các chân nữ đều mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Hình ảnh cầm đèn đi đón chẳng rẻ dựa theo phong tục cưới hỏi của dân Palestine. Nơi đây chúng ta nhắc tới Palestine để xin cung bà và anh chị em. Chúng ta thêm lời cầu nguyện cho sự hòa bình ở giữa Palestine và Israel hai đất nước đang có chiến tranh à, chúng ta tha thiết cầu xin chúa ban cho mọi sự đều ngưng chiến tranh để bình an cho dân chúng được trở lại thì đây palestine mà chúng ta đang nói tới cái phong tục của họ ở vấn đề trong tiệc cưới thì thường thì tiệc cưới họ tổ chức vào ban đêm nhưng khoảng một tuần trước ngày cưới thì đôi bên đều đãi tiệc cho bạn hữu của mình. Rồi cái ngày cuối của bữa tiệc thì đôi bên lại họp lại bên nhau tại nhà trai. Và nghi thức quan trọng nhất là đêm rước dâu. Chập tối, các phụ rể cầm đèn sáng cùng đi với chàng rể qua nhà gái rước dâu. Rồi bên nhà gái thì các phụ dâu cũng sẵn sàng cầm đèn sáng để chờ chàng rể đến. Cùng đưa cô dâu về nhà trai à, tay cầm đèn sáng đi chung quanh cô dâu và chú rể để soi đường cho đội tân hôn đi về bên chàng rể các phụ dâu này phải chuẩn bị dầu sẵn sàng cho cuộc rước và cho cả bữa tiệc tối hôm đó nữa thì phong tục tiệc cưới còn nhiều chi tiết khác nhưng chúa giêsu chỉ muốn tập trung vào giai đoạn đón chàng rể để nói về việc phải sẵn sàng và tỉnh thức như chúng ta vừa được nghe trong bài phúc âm. Chắc chắn trong dụng ngôn này, Chúa Giêsu Xu... ví mình là chàng rể. Ngài sẽ đến lần thứ hai vào ngày tận thế để mở tiệc cưới nước trời cho những ai tỉnh thức và sẵn sàng đón Ngài. Còn những ai lơ là trong việc chuẩn bị tâm hồn thì loại bị loại ra ngoài chuyển sự cũng sẽ đến thật bất ngờ trong ngày phán xét của mỗi người. Thế nên ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Thưa cùng bà và anh chị em, nhưng rồi vào lúc nửa đêm có tiếng kêu rằng chàng rể sắp đến, nghĩa là bên nhà gái họ thấy những ánh đèn từ xa của các phụ rể rước chàng rể đi tới nhà cô dâu thì có tiếng hô lớn như vậy để cho bên nhà gái phải chuẩn bị ha đốt đèn tiếp tục ăn uống như vật đốt đèn để chuẩn bị đón chàng rể đến thì tất cả các chữ nữ đều chuẩn bị thức dậy và chuẩn bị đèn vì chàng rể đến trễ nên dầu đã đốt hết rồi những cô khôn ngoan thì mang thêm dầu kinh thánh nói rất rõ mang thêm dầu thì mới có thể thắp đèn và ra đón chàng rể còn những cô khôn ngoan này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, họ đã tỉnh thức, đã sẵn sàng và chuẩn bị chu đáo cho cái nhiệm vụ của mình được chu toàn một cách thật tốt đẹp nhất. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn mặt khác, thấy những cô khởi dại không những không có chuẩn bị chu đáo, chẳng có mang thêm dầu đầy đủ, rồi cũng chẳng có tỉnh thức để mà chuẩn bị trước. Vì vậy, không xứng đáng với nhiệm vụ đã được giao phó. Bởi vì có chuẩn bị gì đâu. Vì thế, họ không thể thắp đèn sáng ra đón trận rẽ được. Họ buộc phải đi mua thêm dầu. Nhưng khi quay trở lại, cánh cửa tiệc cưới đã đóng lại và họ bị bỏ lại bên ngoài. Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, bài học mà chúng ta rút ra được từ dụng ngôn này là gì? Là người công giáo là người tin vào Chúa. Chúng ta có chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc sống đạo không? Hay chúng ta lơ là trong việc đạo nghĩa hàng ngày? Những người khôn ngoan à chúng ta thấy là đi nhà thờ này, đọc kinh này, rồi làm việc bác ái này. Nên là những người họ tranh thủ, họ cố gắng chăm sóc cho đời sống linh hồn của mình còn những người khờ dại thì cứ lơ đáng trong việc sống đạo, chẳng muốn đi nhà thờ, chẳng muốn đọc kinh, chẳng muốn làm việc bác ái. À, May chăng thì làm một chút việc trong nhà, hay là làm công việc để kiếm tiền. Nhưng mà tâm hồn của chúng ta phải được sẵn sàng, phải được chuẩn bị, phải được tỉnh thức bằng cách là chuẩn bị cùng với giáo hội bằng những điều như tôi vừa nêu trên. Cầu nguyện sớm tối cùng với gia đình. Đi nhà thờ để thờ phượng Thiên Chúa cùng với cộng đoàn giáo xứ. Làm việc bác ái. Rất nhiều cơ hội để gặp gỡ Chúa, cụ thể là trong những công việc bác ái. Bởi vì Chúa nói rằng khi mà chúng ta dù là chỉ cho một người ăn xin hay một người nghèo một ly nước thôi thì chúng ta cũng đã làm cho chính Chúa rồi. Thành thử đó hàng ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để chuẩn bị tâm hồn của mình qua việc bác ái, qua việc cầu nguyện, qua việc thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng Thư hỏi rằng hiện tại đây này chúng ta dành ra ít giây chúng ta suy nghĩ suy nghĩ lại cuộc đời của mình, chúng ta đang là người khôn ngoan hay là người khờ dại? Người khờ dại là chẳng muốn đi nhà thờ. Người khờ dại là chẳng muốn làm việc bác ái Người khởi dạy là lười biếng chẳng muốn đọc kinh cầu nguyện sớm tối để có thể xin ơn Chúa. Vì vậy, dụng ngôn này là một bài học về tầm quan trọng của việc chuẩn bị và sẵn sàng cho tâm hồn của mình để đón cuộc Chúa tái lâm. Nghĩa là Chúa đến với chúng ta lần thứ hai vào ngày phán xét hay là vào ngày cuối đời của mỗi người. Chẳng rẻ đại diện cho Chúa Giêsu, -xu, Đấng sẽ trở lại để phán xét mỗi người chúng ta. Các chân nữ đại diện cho mỗi chúng ta. Nói tới giàu, thì trong dụng ngôn này tượng trưng cho đức tin và mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Nghĩa là chúng ta càng yêu mến Thiên Chúa như là bài của Chúa Nhật thứ 30. À, yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Đó là chúng ta đang có giàu để mà chuẩn bị đón Chúa. Rồi yêu thương tha nhân như chính mình là chúng ta tiếp tục có giàu để đón Chúa đến. Thế thì cái sự liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với tha nhân như lời Chúa đã kêu gọi. Thì chính nhờ đức tin và mối quan hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa và với tha nhân đó sẽ giúp cho chúng ta sẵn sàng cho việc Chúa đến. Giống như những ngọn đèn cần dầu để thắp sáng, thì đức tin và lòng yêu mến, quảng đại yêu thương của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân cũng cần nuôi dưỡng và củng cố qua lời cầu nguyện qua các bí tích và qua hành động bác ái yêu thương của mỗi chúng ta. Một đòi hỏi không đơn giản, nhưng mà nhiều cơ hội để chúng ta làm. Vì vậy, Hãy cố gắng Để cho giàu đầy bình Giàu của bác ái, giàu của yêu thương Giàu của cầu nguyện Giàu của cùng đồng hành với giáo hội Để đón nhận cái bí tích Cụ thể là tham dự thánh lễ Những trên nữ khôn ngoan Mang thêm giàu Đã chuẩn bị cho sự chậm trễ Bất ngờ của chàng rẽ Họ sẵn sàng chờ đợi để gặp được chàng rẽ Khi chàng rẽ đến Giàu thêm của họ Tượng trưng cho đức tin sâu sắc Và sự gần gũi của họ với thiên chúa Và yêu thương tha nhân Họ tỉnh thức và sẵn sàng Và kết quả là họ đã có thể vào dự tiệc cưới Chúng ta thấy hình ảnh này à Ở nơi à, mẹ Tisaka Kakuta Mà bây giờ đã được phóng thánh đó Và các nữ tu Của bác ái của mẹ cũng vậy Họ sẵn sàng bằng cách là Trước khi đi ra phục vụ, họ có một giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể. Bởi vì chúng ta không thể cho những gì chúng ta không có. Thì chúng ta muốn cho Chúa thì chúng ta phải có Chúa để mà mang Chúa đến cho tha nhân. Trong cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta làm vậy. Chúng ta phải có Chúa bằng lời cầu nguyện sớm hôm. Bằng cách làm việc bất ái, bằng cách đi nhà thờ để thờ phượng Thiên Chúa, nhiều phương cách lắm chúa tạo cho chúng ta rất nhiều cơ hội để chúng ta có giàu khôn ngoan để đón chúa một mặt khác thì các chân nữ khởi dại lại thiếu đi cái sự chuẩn bị đó họ không màng đến vấn đề phải mang thêm giàu hay là phải chuẩn bị trước như thế nào vì vậy khi mà có tiếng kêu chẳng rẻ đến thì họ bất ngờ nhưng mà sự chuẩn bị của họ không kỹ lưỡng nên họ phải đi mua dầu thêm Và khi trở lại Thì cánh cửa đã đóng lại Và họ bị loại ra ngoài Dụ ngôn này nhắc nhớ cho chúng ta Về tầm quan trọng của việc chuẩn bị Cho linh hồn của mình Chúng ta không được tự mãn hay lơ là trong đức tin Nhưng phải luôn cảnh giác và sẵn sàng gặp gỡ Chúa khi người đến Thánh An Phong nói rằng Cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải giống như là treo một cái thanh gươm ở trên đầu bằng một sự trí. Nghĩa là sự trí đó đứt bất cứ lúc nào và chúng ta chết bất cứ lúc nào. Thì liệu rằng chúng ta có sẵn sàng để đón Chúa khi ngày đến với chúng ta chăng? Ngày tận thế mà chúng ta thấy của rất nhiều người ở trong những ngày vừa qua, À, chúng ta thấy ở trên men cuộc xả súng chết 18 người họ đâu có chuẩn bị kịp nhưng mà ai đó lại mang súng đến để mà giết họ thế thì tâm hồn của chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta lơ là trong việc đạo đức trong việc thờ phượng thiên chúa để tâm hồn của chúng ta không được gần gũi chúa thì lúc đó có chuyện gì xảy đến Làm sao chúng ta còn có cơ hội Đừng ý y thưa các bạn Thưa quý bà và anh chị em Đặc biệt thưa quý bà và anh chị em nhắc nhớ con em của mình Nhắc nhớ kể cả vợ chồng con cái Những người thân trong gia đình Bây giờ chúng ta còn nhiều cơ hội Hãy tìm kiếm Chúa Khi Ngài còn cho gặp Tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện Tìm kiếm Chúa trong những việc bắt ái Tìm kiếm Chúa khi đi chúng ta đi thờ phượng trên chúa trong nhà thờ đi lễ với nhau chúng ta còn nhiều cơ hội đó hãy bắn lấy cơ hội đó đừng để đánh mất nhưng mặt khác thì chúng ta thấy chủ nghĩa ma quỷ luôn luôn tìm cách đẩy chúng ta xa chúa làm cho chúng ta lười biếng không muốn yêu mến chúa làm cho chúng ta không quan tâm đến tâm hồn của mình đến linh hồn của mình chỉ biết sống qua ngày Nhậu nhẹt ăn chơi cho nó qua ngày Mà việc đạo đức hay việc thờ phượng Nhiều khi chúng ta lại lười biếng Thưa quý bà và anh chị em Chúng ta phải vun trồng Cái mối quan hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa Với chúng ta và tha nhân Để sự yêu thương như Chúa mời gọi Không ngừng Được bốc cháy lửa yêu mến Vì vậy mà mỗi khi chúng ta đến với thánh lễ thì chúng ta thấy lửa yêu mến sẽ giúp cho chúng ta yêu mến Chúa hơn. Hay qua những lời cầu nguyện chúng ta cảm thấy chúng ta gần gũi yêu mến Chúa hơn. Hay qua những việc lành phúc đức chúng ta làm thì chúng ta lại càng cảm thấy chúng ta đang làm việc cho Chúa thì càng gần gũi Chúa hơn. Nhiều cơ hội và không thưa cương bà và anh chị em. Thế thì Chúa Giêsu kết thúc cái dụ ngôn này bằng một thông điệp mạnh mẽ. Vậy các con hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng như giờ mà con người sẽ đến hãy tỉnh thức những lời này đóng vai trò như một lời nhắc nhở long trọng rằng chúng ta phải luôn tỉnh thức và luôn sẵn sàng vì chúng ta không biết khi nào chúa sẽ đến thay đổi tỉnh thức sẵn sàng này giúp ta ở trong tình trạng thường xuyên sống với ân nghĩa của chúa và gia tăng việc lành phúc đức nhiều hơn mỗi ngày một lời nói tốt lành dành cho nhau một cử chỉ yêu thương bác ái hay là chúng ta ngưng đừng đi nói xấu nhau hay là chúng ta ngưng làm những cái việc vô bổ nhậu nhẹt cờ bạc rượu chè hay là à, dùng phone lên trên mạng chơi quá lâu không còn dành cái thời gian đấy để cầu nguyện hay là những công việc tốt mà chúng ta cần phải làm nó chiếm mất hết rồi vì vậy mỗi khi nhắc tới cái điện thoại thông minh thì tôi thường nói rằng đây là cái tụng điện thoại ngu xuẩn là bởi vì nó làm cho chúng ta mất thời gian không còn thời gian dành cho chúa không còn thời gian dành cho gia đình không còn thời gian để cho con em chúng ta học hành nhiều thứ lắm cho nên khi chúng ta dùng những thứ đó thì chúng ta cũng rất là cẩn thận vì thế, trong những giây phút hiện tại, luôn quan trọng đối với mỗi chúng ta. Cơ hội làm việc lành phúc đức sẽ giúp cho chúng ta càng có nhiều cơ hội hơn nữa, bởi vì chúng ta càng yêu thương bao nhiêu thì Chúa lại càng ban thêm cho chúng ta nhiều gấp bội tình thương của Chúa bấy nhiêu. Đừng lơ là trong việc đạo nghĩa, kẻo không còn cơ hội gặp Chúa thì sự tương tác giữa các trinh nữ khởi dại và những trinh nữ khôn ngoan làm nổi bật một bài học quan trọng trong dụng ngôn này. Khi những người khờ dại hay là ngu dại nhận ra đèn của họ sắp tắt, họ lại đi xin những người khác, xin những người khôn ngoan. Tuy nhiên những trinh nữ khôn ngoan biết rằng họ không thể chia sẻ dâu của mình vì nếu mà chúng ta chia sẻ Thì họ sẽ không còn giàu để đi đón trần rẽ Hoặc là trong bữa tiệc họ không còn giàu Để mà vui mừng trong bữa tiệc Để soi sáng trong bữa tiệc đó Cái điều này cũng giúp cho chúng ta Ý thức về đức tin của mình Và sự chuẩn bị không thể chuyển nhượng được Mình phải tự chăm sóc cho linh hồn của mình Mỗi người phải vun trồng và nuôi dưỡng mối quan hệ Mến Chúa yêu người của mình chúng ta không thể dựa vào đức tin của người khác hoặc dựa vào người khác để đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về đức tin và linh hồn của mình đó. Cũng giống như chúng ta thấy trong gia đình. Cha mẹ thì đạo đức đi nhà thờ, mà nhiều khi con cái lại cứ lơ là trong việc sống đức tin, chẳng muốn đi nhà thờ, chẳng muốn đi thiếu nhi, chẳng muốn đi học giáo lý cháu muốn làm gì cả chỉ ở nhà dùng cái điện thoại cho nó qua ngày thế thì làm sao có nhiều cơ hội để được gặp gỡ chúa đây cha mẹ có đi nhà thờ nhiều cầu nguyện nhiều thì cũng chỉ là cho phần rỗi của cha mẹ thì cha mẹ cầu nguyện cho con cái để xin chúa cứu giúp con của mình thì cũng về nhà nhắc nhớ con của mình nắm lấy tay con của mình cùng đi nhà thờ Cùng cầu nguyện trong gia đình Cùng làm những công việc bác ái Để con em thấy được những việc lành tốt Việc lành phúc đức tốt lành đó Để mà học theo Những trình nữ khởi dài Thì tượng trưng cho những người sống đức tin hời hợt Và nông cạn Họ thiếu chuẩn bị Họ không màng đến những cái thứ Gì Ngoài cái cuộc sống của họ đi làm về tới nhà nhậu nhẹt rồi coi phim coi tivi qua ngày và thậm chí chẳng muốn cầu nguyện nữa sau lại vì vậy mà mỗi khi đi nhà thờ thì chỉ dành có một tiếng đi nhà thờ đi họ không thể không bị chia trí được một ngày nào cũng dành cho tất cả cho cho thời gian cho thế giới và cho những cái thứ không thuộc về thiên chúa Thế thì Chúa Nhật dành có một tiếng đi nhà thờ thì bao nhiêu những cái giờ kia nó dồn dập trong đầu của mình thì không thể là không chi trí được. Vì vậy, hãy cố gắng học khôn ngoan là nhớ tới Chúa thường xuyên hơn để được Thiên Chúa ở cùng. Chủ ngôn này, thưa quý bà và anh chị em, dạy cho chúng ta khi chúng ta có thời gian thì đừng có trì hoãn, đừng có tự mãn và nghĩ là mình có tất cả là đủ cho nước thiên đàng của mình. Thưa không? Chúng ta phải không ngừng cố gắng nuôi dưỡng đức tin của mình, nuôi dưỡng linh hồn của mình bằng cách là yêu Chúa, mến Chúa, yêu người. Nhiều cơ hội để giúp cho chúng ta gần gũi Chúa, yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Dù là khó đó, nhưng chúng ta cứ phải xin và chúng ta phải cố gắng chúng ta không thể trì hoãn vì việc tìm kiếm sự tha thứ và hòa giải với Chúa Giêsu qua bí tích, đặc biệt là bí tích thông hối giúp cho chúng ta hòa giải với Thiên Chúa rồi tâm hồn của chúng ta được chân, thông, uh, trong sạch rồi từ đó chúng ta mới yêu mến Chúa một cách dễ dàng hơn. Thưa quý bà và anh chị em, hãy chú ý đến lời của Chúa Giêsu vậy hãy tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là vừa tỉnh lại vừa thức. Thức mà không tỉnh thì không được, mà tỉnh thì cũng có thể là có thức. Nhưng mà tỉnh thức để mà nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Nghĩa là chúng ta phải sống tích cực hơn trong đức tin của mình, cảnh giác trong việc theo đuổi sự thánh thiện, sự tốt lành và chúng ta sẽ đi gặp gỡ Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vui thì chúng ta tạ ơn Chúa Đau khổ thì Chúa đang dạy chúng ta điều gì Chúng ta cũng tạ ơn Chúa Và chắc chắn khi gặp đau khổ Chúng ta khó chấp nhận lắm Như Thánh Phaolô nói Đối với vinh quang mà Thiên Chúa dành cho chúng ta đó Thì đau khổ ở đời này Chẳng có gì Có thể sánh được vinh quang đó cả Nhưng mà qua đau khổ Thì Chúa Giêsu lại giúp cho chúng ta Nhận ra được chúng ta được đồng hành với Chúa thì bám lấy Chúa để Chúa thánh hóa linh hồn của chúng ta. Trong cuộc sống bận rộn của chúng ta thì ai ai cũng dễ bị phân tâm hoặc đánh mất đi hành trình tâm linh của mình. Những yêu cầu của công việc, các mối quan hệ và nhiều trách nhiệm khác nhau có thể lôi kéo chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng mục đích và số phận cuối cùng của chúng ta là nằm ở mối quan hệ của chúng ta với thiên chúa và với tha nhân vì vậy làm thế nào để chúng ta có thể tỉnh thức và chuẩn bị một cách thực tế trước hết chúng ta ưu tiên đời sống tâm linh của mình bằng cách thường xuyên dành thời gian để cầu nguyện suy ngẫm và học hỏi lời chúa Chúng ta phải cố gắng tham dự thánh lễ và lẫn nhận các bí tích. Cụ thể là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Có như vậy, chúng ta mới dễ dàng gặp bậc Thiên Chúa. Hơn nữa chúng ta phải vun trồng tinh thần mến Chúa yêu người như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Đức tin của chúng ta phải là phản ánh qua hành động và cách đối xử của chúng ta vì đức tin thì luôn hiện hữu cứ giống như tình yêu vậy thì muốn hiện hữu thì chúng ta phải sống cái đức tin đó đối với thiên chúa đối với tha nhân để tâm hồn của chúng ta thực sự được sống động bởi niềm tin của chúng ta chúng ta được mời gọi để trở thành ánh sáng để chiếu sáng tình yêu và lòng thương xót của chúa cho anh chị em của mình nữa chứ Tóm lại thưa quý ông bà và anh chị em Điều cần thiết là luôn khiêm tốn Trong hành trình đức tin của chúng ta Chúng ta phải cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa Và không ngừng tìm kiếm Và xin Chúa thân thần hướng dẫn chúng ta Để gặp gỡ Chúa trong cuộc đời của mình Không ai trong chúng ta biết ngày giờ Chúa trở lại Vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải luôn siêng năng chăm sóc linh hồn của mình. Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi mình giống các chân nữ khôn ngoan hay các chân nữ khởi dại đây? Chúng ta có nuôi dưỡng đức tin của mình hay chúng ta lại bỏ bê đức tin trong ta? Chúng ta đang sống theo những điều răn của Chúa dạy hay chúng ta thờ ơ với những lời dạy của Ngài? Dụng ngôn hôm nay là một lời cảnh tỉnh, một lời nhắc nhớ để giúp cho chúng ta hãy ưu tiên đời sống thiêng liêng của mình dành thời gian cầu nguyện tham dự thánh lễ thường xuyên lẫn nhận các bí tích và cố gắng sống yêu thương tha nhân một cách cụ thể hơn thưa cô bà và anh chị em hãy suy gẫm về dự ngôn các cô chuyên nữ hôm nay để xem xét cuộc đời của mình và tự hỏi liệu rằng lạy chúa con đây đã sẵn sàng để đón chúa chứ? Và sự yêu mến của con dành cho thiên chúa có nhiều hay có ít vậy? Chúng ta phải xin chúa giúp cho chúng ta yêu mến chúa mỗi ngày một hơn và yêu thương tha nhân mỗi ngày một hơn một chút để rồi chúng ta được chúa yêu thương chúng ta. Mong sao dụ ngôn hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta là hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Chúng ta đừng trì hoãn. Nhưng hãy bám lấy Chúa Cùng với giáo hội Chúng ta sống đức tin của chúng ta Để Tất cả những cử chỉ hành động của chúng ta Đều được Chúa chúc lành Qua việc bác ái chúng ta thực hiện Trong cuộc sống hàng ngày Lạy Chúa Xin bán ân sủng và sức mạnh cho chúng con Để chúng con biết tỉnh thức và trung thành sống lời của Chúa vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Vâng. Chính Chúa có lời ban sự sống. Ngài là lời chân lý ngàn đời. Chúa chính là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa để được ơn cứu độ muôn đời. Amen. lời chúa như ngọn đèn soi cho con bước lời chúa là ánh sáng chỉ đường con đi lời chúa như ngọn đèn soi bước con đi Sáng chỉ đường chỉ đường con đi chúa có lời ban sự sống lời chân lý ngàn đời chúa chính là đường là sự thật và là sự sống tin vào Chúa thì sẽ được cứu độ vì chính Chúa là lời là lời hằng sống. Lời Chúa như ngọn đèn soi cho con bước. Lời Chúa con đi lời chúa như ngọn đèn rồi bỏ con đi video hấp sao chân thiên mỹ là chân lý ngàn đời chúa xuống làm người chịu nhục hình và đã chịu chết chúa bước qua sự chết để xóa tội gian chân vì chính chúa lời là lời hâm sơ lời chúa như ngọn đèn dội cho con bươn lời chúa là anh